Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 11, Ban tổ chức tỉnh ủy Bến Tre đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh do Ban thường vụ tỉnh ủy thành lập gồm 15 thành viên, ông Lê Đức Thọ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy là trưởng ban và 5 phó trưởng ban gồm Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng thời là Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Ban Nội chính tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh. Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh, ông Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc theo quy định của Ban Bí thư và quy định của Ban Thường vụ tỉnh ủy, quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác này, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự mong đợi của nhân dân. Bí thư tỉnh ủy giao Ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì phối hợp khẩn trương tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh xây dựng quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo sát với tình hình thực tế, xây dựng chương trình công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo rà soát tất cả các vụ án, vụ việc tham nhũng liên quan đến chức vụ, những vụ án, vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đối với từng thành viên Ban chỉ đạo, Bí thư tỉnh ủy đề nghị không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật, bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm chính trị cao nhất, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Dịp này, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bến Tre cũng đã công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo là 02753663999.